Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 bùng phát, nhiều bà mẹ chuẩn bị sinh và đang nuôi con lo lắng về việc lây nhiễm bệnh trong thời gian này. Vì vậy, việc chăm sóc và nuôi dưỡng bé thế nào cho an toàn trong mùa dịch là vô cùng quan trọng. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Kiều Trinh, khoa phụ sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam về những điều cần làm để nuôi con bằng sữa mẹ hiệu quả trong mùa dịch COVID-19. Kính thưa quý vị và các bạn, sữa mẹ là món quà vô giá của trẻ sơ sinh. Vì thế, duy trì sữa mẹ trong thời đại dịch COVID là vấn đề cần thiết cho bà mẹ và trẻ sơ sinh. Làm thế nào để an toàn đối với những bà mẹ bị phơi nhiễm hoặc là nghi nhiễm COVID? Thì các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ vẫn có thể tiếp tục duy trì vấn đề da kề da sau khi sinh trẻ, cũng giống như vấn đề nuôi con bằng sữa mẹ cho trẻ bú sớm giờ đầu sau sinh. Những bà mẹ này sẽ được nhân viên y tế hỗ trợ và chăm sóc, đó là có thể là đeo khẩu trang, luôn luôn rửa tay thường xuyên và sát khuẩn tay bằng cồn, cũng giống như là lau ngực trước khi cho trẻ bú. Trong một số trường hợp, nếu bà mẹ không đủ khỏe để có thể cho con bú ngay từ giờ đầu, thì các bà mẹ có thể là hút sữa hoặc là vắt sữa để có thể là cho trẻ bú bằng thìa hoặc cốc. Một số trường hợp bà mẹ ốm quá, không thể có sữa trong những ngày đầu thì có thể dùng sữa mẹ hiến tặng từ các ngân hàng sữa mẹ để có thể cho giúp cho trẻ khỏe hơn trong những ngày đầu sau đẻ. Vậy làm thế nào để có thể tiếp tục duy trì nguồn sữa mẹ trong mùa dịch COVID? Thì các bà mẹ vẫn phải tiếp tục dinh dưỡng cho thật là tốt, vẫn phải ăn uống đầy đủ, nhiều năng lượng, nhiều chất đạm, nhiều trái cây để có thể duy trì nguồn sữa mẹ. Và các bà mẹ cũng đừng lo lắng quá, bởi vì cái stress có thể làm giảm đi cái sự tiết sữa. Và hy vọng người nhà sẽ hỗ trợ, đồng hành cùng với bà mẹ để có thể làm cho bà mẹ giảm trầm cảm sau sinh. Và đây là cũng cái vấn đề mà có thể làm cho cái việc là nguồn sữa mẹ nó sẽ tăng cường nhiều hơn và giúp cho trẻ cũng như mẹ là sẽ phục hồi sức khỏe nhanh hơn trong thời đại dịch COVID. Như vậy thì với cái sự khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, các bà mẹ không nên lo lắng quá trong vấn đề nuôi con bằng sữa mẹ trong mùa dịch COVID. Và hy vọng các bà mẹ sẽ phục hồi sức khỏe nhanh chóng sau khi sinh để có thể giúp trẻ duy trì được nguồn sữa, đặc biệt là trong 6 tháng đầu. Sau sinh là có thể sử dụng sữa mẹ hoàn toàn. Và sau 6 tháng thì các bạn có thể cho trẻ ăn dặm theo lịch hướng dẫn của các bác sĩ nhi khoa. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi vừa chia sẻ các bạn những bằng chứng khoa học về vấn đề nuôi con bằng sữa mẹ một cách an toàn trong mùa dịch COVID. Hy vọng các mẹ và người nhà sẽ cố gắng đồng hành cùng các mẹ trong vấn đề nuôi con bằng sữa mẹ để đem lại hiệu quả tốt hơn trong vấn đề nuôi con bằng sữa mẹ an toàn trong mùa dịch COVID.